cho một que nhê vào hai ống để lạnh. Nhưng mà không được dính vô thành bình nữa nha. Cũng cái giấy làm sao mà lấy được trời. Ồ, mà lấy cái mũi mát thọt luôn. À. Đây nè. Đây nè nè. Đây. Đó cầm ống rồi. Hai ống đều để chứa coi nhà hết nha. Mũi mát nè. Có nhiều không? Có rồi. Nhiều quá. Ba ngà gạo này cỡ đó là nhiều rồi. Ba đó là nhiều rồi đó. Rồi cho thẳng vô trong đó. Thẳng không cho thẳng. Cho thẳng vào thành ống. Tại cái ống này nó ướt rồi phải chịu. Thôi kệ để lát nữa đổ cái dung dịch rồi cho nó chảy xuống. Lắc. Thẳng vô lên anh để vậy đó. Rồi. Rồi, thẳng vô. Thẳng thẳng luôn. Rồi hay quá. Rồi để trong mình luôn. Người chưa có nhiều vậy đó. Chưa rớt gì hết á. Cái ống thì ướt rồi phải không? Thôi kệ nó đi chị. Cho khi chở chạy xuống. Anh gì xong hết chưa? Chưa hay á. Rồi cái gì thì đang làm này đây. Bây giờ cho buổi bên đây nha. Thì cho tình nhiều. Nhiều. 20 lít. Anh nghe xe đi đi của em này. Em giải thích là ai không em đi đi đâu. Đấy em đuối cái kia, đuối đó. Con này là hòe nha. Cũng 20 lít luôn hả? Đúng rồi, 20 lít. Nhỏ cho nó chảy kia chúng ta. Rồi. Rồi. Cái bên trong là bưởi phải không? Cái này bưởi nè, cái này là hòe nè. Nè cho em một cái viết đi nè. Để nghiêng lên giá thêm vài HCL đậm đặc. Mỗi ống được không? Hai ống được cho hết hả? Đó, mình để nghe vậy đó, cho nó nhỏ. Nhỏ từ đây cho nó chảy xuống. Vài giọt thì em cứ cho cỡ 4 giọt, 5 giọt gì đó. Đây công tắc dưới này nè. Hai công tắc đó khi mà chị mở bỏ vô trong thì lại nó lên. Hồi nãy Hào bỏ cái xe hôm nay đúng không? À xin chị thôi chứ do ba tay vô giờ nó cũng vậy à. Chỉ có ba tay bằng thủy tinh thì nó mới không sợ bị cái nhựa nó đỡ được thật nhé. Vài giờ nó sẽ được đặt giờ bưởi với lại hòe cho vài giờ khác sẽ được đặt đặt luôn. Bây giờ là họ cho mấy giọt hiện tại là em cho 5 giọt. Em ra thôi, em ra bắt hả? Bắt đi, bắt cái đút đi. Cái bưởi thì nó trong nè, ma nhê tan. Ma nhê trong dung dịch bưởi tan nha. Còn ma nhê ở trong cái hòe cũng tan nhưng mà nó chuyển sang màu đỏ. Đỏ của dung dịch sang màu đỏ. Đỏ đỏ này đỏ giống như màu xịt tím á. Đúng rồi. Chuyển sang màu đỏ tươi đi được rồi. Có dịch gì không? Không, không có tủa, không có cặn gì luôn. Ta thấy là không? Rồi, rồi.